Hoàng Vy xin kính chào quý vị khán giả Sài Gòn TV đang đến với chương trình đặc biệt Talk Show đặc biệt của Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, chúng ta đang ở vào những cái thời điểm cuối năm, chuẩn bị là xuân về Tết đến, thì chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện là gửi tiền về quê hương cho người thân, cho bạn bè của mình. Thì trong cái dòng suy nghĩ đó thì Hoàng Vy xin được giới thiệu quý vị một cái dịch vụ gửi tiền là Sendwave. Nhưng mà để biết là Sendwave là gì và cách sử dụng như thế nào thì ngày hôm nay Hoàng Vy đã hân hạnh có được một cái dịp trò chuyện với lại Toàn Lương là Marketing Manager của Sendwave. Và xin chào Toàn Lương ạ. Xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn TV và chào Hoàng Vy. Dạ, thì câu hỏi đầu tiên, Toàn có thể giải thích với khán giả của Sài Gòn TV là Sendwave là gì và cách sử dụng Sendwave như thế nào hay không? Sendwave nó là một cái ứng dụng ở trên điện thoại để mà mình có thể gửi tiền từ Mỹ, Pháp hoặc là Canada về tới Việt Nam một cách rất là nhanh chóng, tiện lợi và đặc biệt là tiết kiệm, không có tốn phí. Thay vì như thường lệ thì mình sẽ đi ra ngoài để gửi tiền, còn bây giờ thì mình sẽ thực hiện nó ngay trên cái phone của mình luôn. Nó rất là tiện lợi. Và sau đây, xin mời quý khán giả xem một cái đoạn video hướng dẫn cách sử dụng Sendwave để mà hiểu rõ từng cái bước thực hiện gửi tiền bằng Sendwave như thế nào nhé. Chào mừng đến với Sendwave. Hãy cùng đi qua từng bước hướng dẫn sử dụng app Sendwave để có thể gửi tiền về Việt Nam nhanh chóng mà không tốn phí. Đầu tiên, bấm vào Sign Up để tạo tài khoản. Điền các thông tin của bạn. Và chọn Việt Nam là nơi bạn muốn gửi tiền đến. Bấm Sign Up, rồi nhập mã xác nhận tài khoản được gửi đến qua tin nhắn vào điện thoại của bạn. Để nhập mã khuyến mãi, bấm vào hình ở thanh menu bên dưới, chọn Enter Promo Code và nhập mã để được tặng tiền thưởng cho lần gửi đầu tiên. Để gửi tiền, bấm vào khung Recipient Name để nhập thông tin người nhận, điền các thông tin họ, tên, ngân hàng và số tài khoản của người nhận ở Việt Nam. Rồi bấm Save để lưu lại. Bấm vào khung Send để nhập số tiền cần gửi, rồi điền thông tin thẻ debit để thanh toán. Trong một vài trường hợp, Sendwave có thể yêu cầu bạn xác nhận lại danh tánh bằng cách chụp hình thẻ ID. Điều này là hoàn toàn bình thường để tăng tính bảo mật và an toàn cho tài khoản của bạn. Bước cuối cùng trước khi chuyển là xác nhận lại mật khẩu tài khoản Sendwave để đảm bảo an toàn. Sau khi chuyển, người thân ở Việt Nam sẽ nhận được tiền trong tài khoản của họ chỉ sau vài phút. Hãy tải app Sendwave và thử ngay, gửi tiền nhanh chóng và tiết kiệm. Thưa quý vị, như vậy thì quý vị đã biết rõ về các bước thực hiện khi mà sử dụng Sendwave rồi. Nhưng mà Toàn ơi, Toàn có thể giải thích thêm cho quý vị khán giả của Sài Gòn TV được biết là những cái tiện ích, những cái lợi ích của việc gửi tiền bằng Sendwave so với cách gửi tiền truyền thống khác hay không? Bình thường á, Vy, khi mà mọi người nghĩ đến việc gửi tiền á, thì chúng ta thường đi ra lái xe đến những cái chỗ gửi tiền, nó rất là tốn thời gian, tốn công sức mà còn tốn cả tiền xăng. Đặc biệt là tới dịp lễ Tết thì rất là đông, mình phải đứng ngoài đường xếp hàng chờ đợi, rất là lạnh giá ha. Thì bây giờ gửi bằng Sendwave á, nó có 3 cái điểm lợi rất là lớn. Thứ nhất là không có tốn phí dịch vụ. Bởi vì sao? Bởi vì công ty họ đã có một cái phần lợi nhuận trên cái chênh lệch tỷ giá khi mà họ đổi tiền đô sang tiền Việt. Khi mà mình gửi tiền đô thì người ở Việt Nam họ sẽ nhận bằng tiền Việt trong tài khoản ngân hàng của họ. Thì trên cái đó Sendwave đã có một cái lợi nhuận nhỏ rồi, nên là họ không có tính cái phí dịch vụ. Cái điểm thứ hai là cực kỳ tiện lợi, bởi vì mình ngồi ở nhà trên cái phone của mình là mình có thể gửi rồi, mình không có cần phải xếp hàng chờ đợi hay là tốn tiền xăng, tốn thời gian để đi đâu hết. Đó, tốn xăng với tốn thời gian là hai thứ tiết kiệm được nhiều nhất. Tiết kiệm mà nhiều khi mình không nhìn thấy trước mắt, nhưng thật sự đó là rất là tiết kiệm. Và cái điểm lợi cuối cùng đó là người ở Việt Nam sẽ nhận được tiền ngay lập tức, chỉ sau một vài phút là họ sẽ nhận được tiền gửi vô thẳng tài khoản của họ, không có phải chờ đợi gì cả.
Hay quá, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức và cả tiết kiệm chi phí nữa. Đúng không rồi, có mất phí nữa. Thì thưa Toàn, thì có những quý vị khán giả lớn tuổi đó thì chắc chắn là sẽ gặp một chút khó khăn khi bắt đầu sử dụng cái app Sendwave. Thì Toàn có cái lời khuyên gì cho quý vị khán giả mà lớn tuổi khi mà đầu tiên họ hơi bỡ ngỡ khi họ bắt đầu sử dụng cái app hay không? Người ta nói là cái gì mới thì nó cũng sẽ có những cái phút ban đầu bỡ ngỡ, đúng không? Nhưng mà quý vị hãy yên tâm và tin tưởng là sau khi quý vị xài Sendwave một thời gian thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thích và rất là thoải mái. Chỉ cần mình qua được cái lần đầu tiên mình sử dụng, bởi vì phải cần phải cài đặt, phải tạo tài khoản này kia, thì cái đó là những cái rắc rối lúc đầu khi mà mình mới làm quen với công nghệ, giống như là lúc đầu khi mà mình làm quen với một cái computer hay là một cái smartphone thì mình cũng gặp những cái khó khăn. Nhưng mà khi mà xài rồi thì quý vị sẽ thấy rất là thích. Thì có những cái điểm lưu ý, đó là khi mà quý vị nhập cái tên để mà tạo cái tài khoản, quý vị nhớ là ghi tên đúng theo cái ID của mình ha. ID có thể là cái bằng lái xe hoặc là cái thẻ nhà băng của mình. Quý vị nhớ nhập đúng cái tên của mình trên cái ID. Trong một số trường hợp á, nếu mà quý vị nhập không đúng tên, ví dụ như là có người xài tên Mỹ mà hoặc là xài nickname đó, nó không có đúng trong cái ID, thì cái app Sendwave họ sẽ yêu cầu mình sẽ cung cấp cái ID để họ xác nhận đúng cái danh tánh của mình. Điều này là hoàn toàn bình thường, bởi vì nó giúp bảo vệ cái sự an toàn cho người sử dụng. Bởi vì họ muốn xác nhận đúng là quý vị, đúng là cái tài khoản đó thì họ mới cho sử dụng. Đồng thời có một số những cái quý khách gọi vô hỏi là tại sao gửi mà người nhà chưa nhận được. Thì có thể là quý vị thực hiện sai một cái thao tác nào đó, hoặc là có thể quý vị chưa có cung cấp cái ID như họ yêu cầu. Khi quý vị gửi tiền xong á, quý vị lên cái app nhìn vô cái chỗ mà giao dịch những cái transaction của mình á, quý vị sẽ thấy là nó có successful hay không, hay là nhiều khi nó có cái action required, có nghĩa là mình cần phải làm một cái yêu cầu gì đó, ví dụ như là phải cung cấp cái ID để họ xác nhận danh tánh. Thì tất cả những cái việc này là thực hiện đúng theo cái yêu cầu của những cái tổ chức tài chính để mà đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Dạ, Hoàng Vy nghĩ rằng nãy giờ khán giả của Sài Gòn TV đã có đủ thông tin và cả cái sự hào hứng muốn sử dụng cái app Sendwave để gửi tiền về cho người thân và đặc biệt nhân dịp Tết này nữa. Thì khi mà cái chương trình Tết đến rồi thì Sendwave có bất kỳ một cái promotion nào dành cho khán giả của Sài Gòn TV không? Nhắc tới Tết đó là thấy bắt đầu mình trộn rộn ha Vy. Rất là trộn thì, rộn. Sendwave sẽ có rất là nhiều những cái điều đặc biệt dành cho quý khách hàng. Đầu tiên là Sendwave sẽ có chương trình gửi tặng bánh tét. Quý vị thấy đây một cục đồng bánh tét Toàn mang đến, rất là ngon và đẹp và vuông vắn luôn, và được gói ở Cali bởi những người thợ từ miền quê Trà Cuôn ha. Họ gói bánh tét Trà Cuôn rất là nổi tiếng đó, rất là ngon và nó nặng tới 4 pound để cho đủ cho gia đình ăn. Hoàng Vy tin là khán giả mà thấy những cái đồng bánh tét này trực tiếp như thế, Hoàng Vy đang nhìn thì chắc rất là thích đây. Còn đấy, gì nữa không? Thì cái điều kiện để cái tham gia cái chương trình tặng bánh tét á, là thứ nhất là quý khán giả là khách hàng mới, tức là lần đầu tiên gửi tiền với Sendwave. Thứ hai là khi mà mình tạo cái tài khoản Sendwave xong á, thì mình sẽ nhập vô cái mã khuyến mãi là Sài Gòn TV. Sài Gòn TV. Thì khi nhập cái mã khuyến mãi này thì quý vị sẽ nhận được 15 đô cho cái lần gửi tiền đầu tiên. Và quý vị gửi cái lần đầu tiên, gửi từ 200 đô trở lên thì quý vị sẽ được tham gia vào cái chương trình, chọn ra may mắn 200 người gửi may mắn sẽ nhận 200. Được cái bánh tét 200 người chứ không phải 20 người nhé. Thì mình sẽ được nhận cái bánh tét này gửi về đến tận nhà của quý khách hàng luôn ha. Thì quý vị nhớ ba điều: thứ nhất là người gửi đầu, người gửi mới; thứ hai là nhập vô mã khuyến mãi Sài Gòn TV để được tặng 15 đô và cũng như tham gia vào chương trình tặng bánh tét; và thứ ba, gửi ít nhất từ 200 đô trở lên trong cái khoảng thời gian của chương trình là từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 14 tháng 1 là quý vị sẽ được tham gia vào cái chương trình chọn may mắn để chọn ra 200 quý khách hàng được gửi tặng bánh tét của Sendwave. Ngoài ra, Sendwave cũng sẽ có rất là nhiều những cái bao lì xì rất là đẹp ha, để gửi tặng quý vị nếu mà quý vị đến quầy của Sendwave trong những cái lễ hội Tết như là Tết sinh viên hay là hội hoa ngoài Phước Lộc Thọ, thì Sendwave sẽ có những cái gian hàng và gửi tặng bao lì xì cũng tặng Hoàng Vy để lấy chúc hên cho năm mới. Cảm ơn Toàn. Như vậy thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không ghi danh để mà có thể sử dụng dịch vụ Sendwave để gửi tiền về cho người thân của mình, vừa được đòn bánh tét và vừa được phong bì như vậy nữa. Và vài phút ngắn ngủi của chương trình còn lại thì Toàn có muốn gửi lời chúc gì đến khán giả của Sài Gòn TV hay không?
Trước khi mình có những cái lời chúc dành cho khán giả thì cũng xin nói thêm là nếu mà quý vị gặp những cái khó khăn hay là cần giúp đỡ, quý vị có thể gọi vô cái số điện thoại 507-248-5563. Xin nhắc lại 507-248-5563 thì sẽ có nhân viên người Việt để nói chuyện bằng tiếng Việt để giúp đỡ quý vị ha về Sendwave. Và cũng gần đến Tết thì Toàn xin đại diện công ty Sendwave gửi đến một cái lời chúc Toàn rất là thích, đó là năm mới kính chúc quý khán giả và gia đình tiền vô như nước, bởi vì mình phải có nhiều tiền thì mình mới có thể gửi yêu thương về cho gia đình ở Việt Nam. Tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt. Đúng. Xin cảm ơn Toàn đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.